thích nghe tiếng giày mộc mạc và kiểu kiểu như là nó như những con chiếc Marantz 7280 được các bác. Nên là một số thì em đang giao các bác là CD Sony Bang 5SJ hiện zinc, gọi là gần như mới luôn các bác, nói chung là đẹp rất ngay các bác. Giá em để các bác là 11 triệu nha, bác nào nhanh tay mình lấy nha. Đấy. Còn con đờ năng 1650 Gold Limited này thì giá 9.500.000 nha. 9.500.000. Này mới long lanh luôn nha. Nói chung là cực phê rồi các bác. Chỉ việc là B thôi. Đấy, mới keng vàng ươm hiển này các bác. Mẹ chắc nó ngồi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Mới tin. Đấy, các bác cùng ngắm này. 9.500.000 nha. Em về được một con. Bác còn lấy thì alo nha. 9.500.000. Đây là ba con 5SJ. Đấy, các bác thấy độ mới này. Nói chung máy chắc nhật về thì các bác không ăn bàn. Cơ bản là các bác sẽ nhận được một cái độ đẹp và cái độ nét, độ sắc sảo và cái sản phẩm chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Bấm play cá cho nó chạy này. Cái gì phải bấm play à. Đấy, muốn chạy là cho nó chạy thôi. Dòng hai dòng này đều sử dụng mắt từ nên tốc độ đẹp rất là nhanh. Mình xài mình cảm giác rất là sướng quá. Đụng cái chạy ngay, đụng cái chạy ngay. Đấy, bóp gỗ piano rồi mới keng luôn nha. Con 35SJ là giá là 11, còn con đời năm 1650 Gold Limited là giá 9.500.000. Hai em mới lên keng, mỗi thứ em có mỗi con về trong đợt này. Các bác nhìn cái rác này. Em phía sau này các bác. Mới tin nha. Đấy, con đời năm series là 10000 gì đây này. 1003. Đấy, hàng nội địa điện 100V nha. Còn Sony này các bác thấy hai rác không? Vẫn ươm. Cái cell không một vết mũi đốt luôn. Đấy, con Sony là 4779 nha. Thằng tài đó các bác, thằng tài 779 kìa. Đấy, mới tin. Bác nào chốt thì alo cho em. Sáng nay về được hai con CD Quốc dân 35SJ và đời năm 1650 Gold Limited. Rồi sau đây các bác sẽ chờ em tí, em mở nắp lên để có nguồn xem đồ đẹp. Thì CD thì con nào về nó phải mới tin, tại vì CD nó không có cái lỗ thoát gió nên là cái bụi nó không thể vào được, nên là CD cái phần ruột ra thì không ăn bàn rồi các bác. Đấy, bác là chốt alo nha. Chuyển Sony đây 35SJ thì bên em mới có hàng đó. Rất là nhiều các bác hỏi con này nha. Bên em có cả 37SJ nha. 37SJ thì giá là 19.500.000. Còn 1650 Gold Limited thì giá là 9.500.000. Len keng chuyển riêng như mới. Chạy 4 con giải mã DAC. Bán là chốt thì liên hệ cho em qua hai xuống thợ trên. Cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên. Em ship hàng tận nơi, các bác nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Còn chiến khoản đủ thì em sẽ bớt mỗi sản phẩm là 200.000 nha. 35SJ 11 1650GL 9.500.000. Đây các bác cấu hình bên trong. Và trước tiên em mời các bác xem Sony nha. Sony xem nó chạy hai tăng full. Tất cả là mã đồng hết các bác. Đấy. Hệ thống mạch mới tinh. Chạy là êm ái nhẹ nhàng. Về Sony thì nó sẽ hợp gu với các bác nào thích độ tiếng sáng, độ chi tiết thì hai em là quá tuyệt vời rồi các bác. Sony thiên về sáng như test rồi, còn đời nông thì nó sẽ như thế nào? Đời nông thì phù hợp với các bác thích nghe tiếng dày mộc mạc và kiểu kiểu như là nó như những con chiếc Marantz 7280 được các bác. Nên là 1650GL rất là nhiều các bác lựa chọn là như vậy. Còn Sony cũng rất là hay, thiên về độ chi tiết và sáng âm. Đấy. Mỗi em nó có một cái ưu điểm rất là tuyệt vời, nhưng mà em sẽ tư vấn cho các bác mình chơi. Nếu mà chơi AR, chơi loa cổ thì các bác có thể lựa chọn con đời nông, tiếng nó dày, nó mộc mạc hơn, chuẩn âm. Còn các bác thích nào nghe đa thế loại nhạc thì mình chọn 35SJ nha, nó sẽ phù hợp với các bác rất là nhiều. 35SJ 11 triệu và so đời nông là 9.500.000. Mới tin thấy các bác, nói chung hàng chắc cứ ngồi về là các bác sử dụng nó sướng. Các bác là sử dụng người là đầu tiên những cái sản phẩm này nên là mình sẽ hoan hỷ hơn. Đấy, chứ không phải là dùng qua tay. Đấy, những sản phẩm bên đó về nó nét từng độ chi tiết và nó gọi là sạch sẽ các bác. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ.